Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với bản tin Trước Ống Kính. Bản tin do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện. Bản tin chiều Chủ nhật 26 tháng 9 ghi nhận những gì về tình hình an ninh trật tự tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh thành cả nước. Mời quý vị cùng cập nhật ngay sau đây. Mở đầu bản tin là ghi nhận về tình hình tội phạm ma túy ở tỉnh Điện Biên. Thưa quý vị, tại khu vực bản Pá Chuông, xã Na Son, Công an huyện Điện Biên Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Cục Hải quan tỉnh Điện Biên đã thực hiện thành công chuyên án 921P. Với chuyên án này, hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy bị bắt giữ. Hai đối tượng mua bán ma túy bị các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên bắt giữ trong chuyên án 921P là Mùa A Phong và Sùng A Chến, cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Sa Chung, huyện Điện Biên Đông. Khám xét người và phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 6 bánh heroin, khối lượng khoảng 2,2 kg và nhiều giấy tờ liên quan. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận mua ma túy của một người lạ mặt về bán. Hiện công an huyện Điện Biên Đông đang điều tra mở rộng chuyên án. Vụ lộ đề thi công chức xảy ra vào năm 2017-2018 tại tỉnh Phú Yên mới đây đã được đưa ra xét xử sơ thẩm với 18 bị cáo. Các bị cáo bị truy tố về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên, trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018, ông Phạm Văn Dũng và Lê Tuấn đã trưng tập bà Vũ Thị Thái Hòa, bà Trần Thị Diệu, bà Huỳnh Thị Thu Phượng, không phải là ủy viên ban ra đề thi, nhưng tham gia đọc hoàn chỉnh bộ đề thi rút gọn của các nhóm ngành. Đây là tài liệu thuộc nhóm bí mật nhà nước, mức độ tối mật. Đối tượng Vũ Thị Thái Hòa đã chép dữ liệu các bộ đề thi rút gọn từ USB do Lê Tuấn đưa và gửi cho Nguyễn Kim Ngọc 5 bộ đề thuộc nhóm ngành thanh tra và 5 bộ đề thuộc nhóm ngành hành chính văn phòng với giá 120 triệu đồng. Quá trình điều tra cũng xác định nhiều cán bộ công tác ở các sở ngành thuộc tỉnh Phú Yên được giao nhiệm vụ là ủy viên ban chấm thi vì động cơ cá nhân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn tác động nâng hạ điểm 29 bài thi, làm sai lệch kết quả kỳ thi. Cũng là ghi nhận tại tỉnh Phú Yên, hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam khám xét nơi ở đối với Phạm Văn Thành và Phạm Văn Anh cùng ngụ tại xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa. Đây là hai đối tượng liên quan trong các vụ phá rừng tại xã Sơn Hội theo kết quả điều tra ban đầu của công an tỉnh Phú Yên. Nhiều cơ quan thông tấn báo chí liên tục phản ánh các cánh rừng có chức năng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương tại khu vực suối Dĩ, suối Cổ và suối Cheo Reo, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên bị phá trắng để trồng keo. Thường trực tỉnh ủy Phú Yên đã có văn bản yêu cầu ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và huyện ủy Sơn Hòa khẩn trương làm rõ thông tin được báo chí phản ánh. Theo kết quả điều tra ban đầu, có 3 hectare rừng phòng hộ tại tiểu khu 162 thuộc xã Sơn Hội do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa quản lý bị tàn phá. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên vẫn tiếp tục mở rộng vụ án. Sau gần 1 giờ tìm kiếm, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Phước đã trục vớt thành công thi thể nạn nhân bị đuối nước ngụ ở phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long. Nạn nhân đuối nước khi bơi xuồng đi thả lưới trên hồ Sa Cát. Anh Đoàn Xuân Diệu cùng với bạn chèo xuồng đi đánh cá trên hồ Sa Cát thuộc phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước bất ngờ bị chìm xuồng nên cả hai chạy xuống nước bơi vào bờ. Tuy nhiên khi bơi được một đoạn thì anh Diệu bị đuối sức nên bị chìm xuống nước. Thấy bạn gặp nạn, người bạn đi cùng vừa bơi vào được bờ hô hoán người dân tìm cách cứu anh Diệu nhưng bất thành. Có mặt tại hiện trường chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân đuối nước, bà Hoàng Thị Hồng Vân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bình Long đã thưởng nóng 10 triệu đồng cho lực lượng cứu hộ cứu nạn. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp ở xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng và ở xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm về hành vi thông tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 trên mạng Facebook.
lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam xác định nội dung các thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh mà những chủ tài khoản đăng tải trên Facebook là sai sự thật, đồng thời vi phạm quy định về quản lý cung cấp sử dụng Internet. Các lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính những đối tượng này với tổng số tiền 15 triệu đồng, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ ngay toàn bộ thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với một tài xế xe cứu thương có gắn bảng Giang Kim Cúc và các cộng sự xe hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Chiếc xe này lưu thông từ hướng huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Bình Dương mà chưa được cấp phép. Tài xế xe cứu thương có gắn bảng Giang Kim Cúc và các cộng sự hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 bị lập biên bản với 3 lỗi: sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp, không có giấy phép lái xe, không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch bệnh. Trên xe ngoài tài xế còn 2 người, tuy nhiên cả hai không hợp tác khai báo thông tin và cũng không xuất trình được các giấy tờ, thủ tục liên quan đến việc điều động tham gia chống dịch. Tài xế đã bị lập biên bản tạm giữ giấy tờ và phương tiện vi phạm, đồng thời cả 3 người được yêu cầu quay lại điểm xuất phát. Đến đây, bản tin trước ống kính tạm khép lại. Để xem lại bản tin, mời quý vị truy cập vào địa chỉ website brt.vn hoặc kênh YouTube BRT News. Mọi thông tin cộng tác quý vị liên hệ qua hộp thư điện tử trước ống kính brt@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.